Tối muộn ngày 12 tháng 5, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã ký công văn số 1240, được đóng dấu thượng khẩn, gửi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, căn cứ vào các nghị quyết, công điện của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong vi phạm quy định phòng chống dịch đối với Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội, người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô ngày 12 tháng 5. Sở Nội vụ đề nghị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội báo cáo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến vi phạm của vị giám đốc này về việc chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố trước 10 giờ ngày 13 tháng 5. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 5, khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô tiếp nhận hai bệnh nhân ở địa chỉ phòng 806 DN2, tòa nhà Center Point 27 Lê Văn Lương. Hai bệnh nhân này không khai báo tiền sử dịch tễ, đi lại, đến khám vì có triệu chứng ho, đau họng, không rõ sốt. Hai bệnh nhân đã được đưa thẳng vào phòng cách ly và làm test kháng nguyên COVID-19 tại chỗ. Khi có kết quả test nhanh dương tính, lúc này hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ, có đi Đà Nẵng từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6 tháng 5 năm 2021. Ngay lập tức, khoa cấp cứu đã báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện, triển khai phong tỏa toàn bộ khoa cấp cứu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa. Sau khi có kết quả của hai bệnh nhân trên, chiều ngày 12 tháng 5, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư Center Point 27 Lê Văn Lương, Hà Nội.